Nay 14, chả có ri, chả có sẻ phóng sinh, em phóng sinh con cú lợn. Chơi cho nó to nhá. Đấy, còn đeo cả vòng cho luôn nhá. Xem cái vòng chân nào. Rồi em về với trời xanh đây, đi đệ. Xả đi á. Ôi. Con này là con có lợi mà, nó thì mình bắt làm. Rồi đáp xuống ruộng rồi. Chưa đáp đâu. Đáp.